Theo hãng thông tấn Reuters, Bộ Nội vụ Anh ước tính có tới 13.000 nạn nhân của tình trạng nô lệ ở Anh trong năm 2013, hầu hết đến từ Albania, Việt Nam và Romania. Với hy vọng đổi đời, những đứa trẻ người Việt phải băng qua hàng ngàn cây số bằng thuyền bè, xe tải hoặc đi bộ, ròng rã nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trời trước khi tới được bờ biển và đặt chân lên đất liền. Các nạn nhân bị vận chuyển thông qua Nga, Đức, Pháp và phải đi bộ qua những cánh rừng hàng ngày trời, ngủ trong các lều dựng tạm và bị giấu trong những thùng xe tải chở hàng. Khi đã đến Anh, các nạn nhân bị giam lỏng tại các trang trại trồng cần sa rải rác trên khắp cả nước, làm việc không khác gì nô lệ để trả khoản nợ có khi lên đến 48.000 đô la Mỹ, tương đương 978 triệu đồng. Do chính phủ Anh cấm trồng và tiêu thụ cần sa, nên các trang trại thường được đặt tại các khu vực hoang vắng, điều kiện sống thiếu thốn, nhiều đứa trẻ còn bị đánh đập và lạm dụng tình dục. Mặc dù vậy, khi bị nhà chức trách phát hiện, những thanh thiếu niên này bị cảnh sát đối xử như tội phạm chứ không phải nạn nhân. Chưa có một băng đảng buôn bán trẻ em Việt Nam nào bị khởi tố. Tuy nhiên, những thanh thiếu niên này lại là những bị cáo đầu tiên phải ra tòa vì những hành vi phạm pháp. Mặc dù cần sa đã bị coi là phạm pháp ở Anh từ năm 1928, nhưng hiện nay đây vẫn là thứ ma túy thông dụng nhất ở nước này. Hầu hết lượng cần sa tiêu thụ ở Anh chủ yếu được trồng trong nước.